Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2021. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho khối các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 đang căng thẳng như hiện nay. Qua đó góp phần giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của phóng viên, biên tập viên về tuyên truyền xây dựng Đảng. Hội nghị cũng là dịp để quán triệt sâu rộng việc thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng. Hội nghị diễn ra trong một ngày với 5 chuyên đề, gồm những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, những nội dung mới về xây dựng Đảng, kỹ năng lựa chọn đề tài khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo, tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa Liềm Vàng và giới thiệu về giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.